Chồng mẹ thế mà đi xem hồng. Nhắc lại một lần nữa nhé, em phải đi xe này thật cẩn thận và mang nó về nguyên vẹn cho anh. Anh Hào. Em chào anh. Chào em. Em đến lâu chưa? Em đến cũng được 10 phút rồi. Anh xin lỗi. Để em phải chờ thế này, ngại quá. Là em chủ động đến sớm mà. Em gọi món rồi đấy. Đúng với tính cách của anh. Hả? Gọi món theo tính cách của anh á? Vâng. Thì về hình thức phải đẹp mắt một chút. Bởi vì anh là người có gu yêu cái đẹp. Còn về vị thì phải đậm đà. Bởi vì anh là người tốt, thích giúp đỡ người khác. Mỗi lần nói chuyện với em, anh cứ như là được bay ấy. Vì những lời có cánh của em đấy. Em nói thật mà, có cánh kiếp gì đâu. Mà em mời anh đi ăn trưa để thông báo tin vui gì thế? À, trong cái rủi có cái may anh ạ. Rủi thì là em bị đánh rồi. Nhưng mà may là anh tìm được chứng cứ cho em, nên bên công an họ xử, bọn kia phải bồi thường em gần 10 triệu đấy. Xử thế là còn nhẹ. Nếu là anh á, anh cho đi tù mọt gông. Cái tội tự tiện đánh người, coi thường pháp luật, không ra thể thống gì cả. Nhưng mà... Thôi, anh không ăn đâu. Ai lại ăn trên vụ? Không, đây là em mời anh để cảm ơn vì từ đầu anh giúp đỡ em. Mà thôi, anh cứ coi như đây là tiền riêng của em đi. Đừng nghĩ là tiền đổ máu của em là được. Thế còn được. À, mà trùng hợp lắm nhá. Hôm trước đi đón con, anh mới phát hiện ra con của em học cùng lớp với con của anh đấy. Cà chua nhà em học cùng con anh á? Ừ, lớp cô Trang, cô Mai đúng không? Vâng. Ừ, bé nhà anh tên gì ạ? Bé nhà anh tên là Cún. À, bạn Cún. Xem nào. Công nhận Cún đẹp trai và dễ thương giống bố thật.